Mười Khối TV xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nha. Tới công chuyện rồi mọi người ơi, liên quan cái vụ bạo hành trẻ tại mé ấm Hoa Hồng trên đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thì đến hôm nay có một số cái tin tức mới mà Mười Khối TV sẽ cập nhật cho các bạn nghe nha. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nha. Thì các bạn biết không, sau một ngày được phanh phui ra cái vụ việc nhiều bảo mẫu tại mé ấm Hoa Hồng ở quận 12 bạo hành trẻ em á, thì trong ngày hôm nay, ngày 5 tháng 9 nè, thì công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp tạm giữ bà Giáp Thị Song Hương. Bà này là chủ mé ấm Hoa Hồng nha mọi người. Ngoài bà Hương ra thì công an còn có tạm giữ các bảo mẫu nè, bảo vệ và nhân viên làm việc tại cái mé ấm này để củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nha mọi người. Thì đến nay sau một ngày phanh phui ra cái vụ việc á, thì những người mà liên quan đến cái mé ấm này đều bị tạm giữ và sắp tới là có thể là bị truy tố về cái tội là bạo hành trẻ em này kia, rồi ngược đãi trẻ em này kia. Thật sự rất là hả lòng hả dạ nha mọi người. Đó, một cái tin rất là mới. Thì qua đây thì lực lượng công an cũng đang truy tìm cái người phụ nữ mà xuất hiện trong cái clip mà báo chí đã phanh phui. Cụ thể là các bạn xem cái clip trên báo Thanh Niên á, các bạn có thấy cái người phụ nữ mà mập mập béo nữa không? Thì bà ta chính là bà Tuyền đó. Thì hiện tại thì bà Tuyền đã về quê chơi lễ hai anh chính và chưa trở lại cái máy ấm này, và cơ quan chức năng đang truy lùng ráo riết để bắt khẩn cấp cái người phụ nữ liên quan tới cái vụ bạo hành này nha mọi người. Đó, một cái nguồn tin cũng rất rất là chính xác cung cấp cho Mười Khói TV. Thì Ủy ban dân quận 12 cho biết á, thì đến nay mái ấm Hoa Hồng đang nhận nuôi là 86 trẻ, trong đó là có 15 trẻ sơ sinh, 36 trẻ tuổi từ 1 đến 2 và 31 trẻ từ 3 đến 5 tuổi đang học ở trường mầm non. Ngoài ra thì còn có 3 trẻ từ 6 đến 12 tuổi đó, trong đó có một trẻ đang điều trị tại bệnh viện. Đó. Hiện tại thì cái trung tâm mái ấm Hoa Hồng này là có 15 bảo mẫu và nhân viên nha mọi người. Thì 15 người này cùng với cái bà chủ là Giáp Thị Song Hương đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra về các hành vi liên quan rồi nha mọi người. Đó. Mình không biết là một trẻ đang điều trị tại bệnh viện này có phải là do chính những cái bàn tay tàn độc nhẫn tâm của những người bảo mẫu này xuống tay đó, khiến em bị bệnh hay là gì hay không. Thật sự 86 trẻ bị giải thoát khỏi mái ấm Hoa Hồng này, đó là một cái tin rất là vui, rất là hạnh phúc luôn mọi người. Nếu như mà cái vụ việc không được phanh phui thì 86 trẻ này phải sống trong những cái thời gian tiếp theo như thế nào, đó là một điều rất là kinh khủng đó, mà chưa chưa ai có thể lường trước được. Theo cái quy định đó mọi người, thì cái mái ấm là chỉ được nuôi dưỡng 39 trẻ thôi nha, tối đa là nuôi dưỡng 39 trẻ thôi. Nhưng mà tại cái thời điểm kiểm tra này nè, là cái mái ấm Hoa Hồng này đã nuôi tới 47 trẻ em đó, vượt quá quy định đó. Hiện tại thì cơ quan chức năng quận 12 cũng đã lập hồ sơ và đưa 86 trẻ này vào các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội để chăm sóc và nuôi dưỡng theo quy định. Cụ thể các em bé này đưa về đâu thì Mười Khói TV sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn nghe nè. Theo đó thì 32 trẻ sẽ được đưa vào nuôi dưỡng tại trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tâm Bình này ở thành phố Thủ Đức nha mọi người. 36 trẻ sẽ đưa vào làng thiếu niên Thủ Đức, 15 trẻ sẽ vào làng trẻ em Gò Vấp và 2 trẻ được gia đình tiếp nhận, và trong đó là một trẻ đang điều trị tại bệnh viện vì bệnh viêm phổi đó. Và liên quan đến cái mái ấm Hoa Hồng này thì Ủy ban nhân dân quận 12 cũng đã ban hành các quyết định đình chỉ thu hồi giấy phép hoạt động đó. Ủy ban nhân dân quận 12 cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cục để làm rõ trách nhiệm của những người tại mái ấm này, cũng như là làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức đó, những người có công tác trong nhà nước để sai phạm xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng đó. Nói chung là vụ việc này đến bây giờ thì cơ quan chức năng đã vào cuộc ráo riết rồi, và các em tại mái ấm này cũng đã đưa về các nơi để tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng lớn lên hồn nhiên như bao trẻ khác, chứ không thể mà bị đánh đập trong suốt cái thời gian vừa qua mọi người. Thật sự mình nói như thế này nè,
Nhiều người á mà khi nhìn vào các mái ấm hoặc là các cơ sở thiện nguyện á thì họ cứ nghĩ rằng á những người này làm công tác từ thiện thì họ không bao giờ mà có lòng độc ác được, họ không bao giờ mà đối xử nhẫn tâm với những em bé này được. Nhưng mà ai ngờ chính những cái nơi này chính là được xem là cái địa ngục trần gian đối với các em. Điển hình là tại cái mái ấm hoa hồng này thì các em bị ngược đãi vô cùng tàn bạo luôn đó mọi người. Đó, cái vị bộ mẫu tuổi từ bốn mấy tới năm mấy tuổi rồi, nhưng mà đối với mấy bé là vài tháng tuổi cũng như là một hai tháng tuổi thì quánh đánh đập rất là dã man, rất là thương tâm luôn. Các bạn biết không, khi mà Mười Khó TV tìm hiểu cái vụ việc này á, thì chính những cái người mà sống gần cái mái ấm hoa hồng này mới tiết lộ nè, là cái mái ấm này nhận được rất rất là nhiều nguồn lực từ các mạnh thường quân nha mọi người, chẳng hạn như là tiền bạc nè, rồi áo quần nè, rồi sữa nè, rồi bỉm nè, nói chung là những đồ rất là tốt luôn, và đưa vào cái mái ấm này để hỗ trợ cho các em. Nhưng mà liệu là các em có được sử dụng những cái sản phẩm này hay không? Đó là một cái câu hỏi rất lớn. Tại vì á, mọi người mà sống ở tại gần cái mái ấm này cũng đã chứng kiến là mỗi khi mà đoàn từ thiện đó vào thăm và cho rất rất là nhiều phần quà, thì ngay những ngày sau đó vào những cái đêm tối, chính những người trong cái mái ấm hoa hồng này đã vận chuyển những cái lon sữa, những cái bịch bỉm chất lượng đó lên một xe tải và chở đi. Đó, liệu rằng các em có được hưởng những cái vật phẩm này hay không, liệu là cái tấm lòng nhân thiện đó, hướng thiện nhân hậu của các vị mạnh thường quân này có được đặt đúng chỗ hay không, và các em muốn giúp đỡ các em thì các em có được hưởng được cái phần quà này hay không? Thực sự là mình nghĩ là chắc là những người này, nhiều nguồn nghi vấn là những người này đã đem những cái phần sữa và bỉm đã đi bán ra nơi khác và lấy lại cái số tiền các bạn. Đó, hồi sáng này mình có coi một cái clip trên báo Thanh Niên á, thì quay lại cái cảnh là tiền mạnh thường quân đổ về rất nhiều nhưng mà bữa ăn của các em rất là khốn khổ luôn các mọi người. Đó, cụ thể thì cái clip này nó quay lên cái cảnh là rất rất là nhiều trẻ em, hàng chục trẻ em là đến bữa ăn là vây quanh một cái máng đó, cái máng bằng inox mà đựng đầy cơm trắng rồi mọi người. Đó, không một xíu thịt, không một xíu canh luôn, và các em cứ đến bữa ăn là như là đói bụng quá nên cứ vồ vập tới cái thau cơm này và được xúc từng muỗng ra ăn mọi người. Mà cũng không phải là mỗi em được một cái muỗng đâu, mà chỉ là cầm cái muỗng, một người cầm cái muỗng và đút cho mấy đứa này ăn đó mọi người. Đó, nhìn mấy đứa này ăn chỉ có vài giọt nước tương với lại cơm trắng như vậy, thực sự rớt nước mắt luôn đó mọi người. Còn sữa nha, mà nói sữa là mạnh thường quân là gửi vào đây phải nói là cả tấn luôn đó, tại vì có gần 100 trẻ em mà, nên mạnh thường quân rất là chăm lo cho các em và gửi sữa vào trong cái nơi này rất là nhiều. Nhưng mà các bạn biết không, đó, qua những cái ghi nhận được thì các em uống sữa là toàn những cái loại sữa mà kém chất lượng này kia, rồi sữa linh tinh này kia, còn những cái loại sữa mà hãng lớn rồi chất lượng này kia thì chính cái bà Giáp Thị Xuân Hương này và những cái người này đã vận chuyển đi đâu không biết. Bà đang có một cái nghi vấn đặt ra là bà này bà đem sữa bà đi bán rồi bà lấy tiền. Đó, bà sử dụng tiền vào mục đích riêng chứ không phải là chăm lo cho các em đâu mọi người. Thực sự xem cái clip này, xem biết những cái thông tin này mà mình rất là phẫn nộ luôn. Đến thành phố Hồ Chí Minh hiện tại còn rất rất là nhiều cái mái ấm như thế này. Đó, liệu rằng cái việc bạo hành và xâm hại trẻ em có xảy ra ở những cái nơi đó hay không? Đó, thì cơ quan chức năng cũng phải điều tra và làm rõ về vấn đề này nha mọi người. Đó, trước tiên chỉ mới lộ ra một cái mái ấm hoa hồng thôi, mà mình nghe nói trên mạng xã hội cũng có đồn đoán nhiều rằng là mạnh thường quân là vào các mái ấm kia thì cũng có xảy ra những rất rất là nhiều cái tiêu cực, mà không biết là trong cái thời gian tới cơ quan chức năng có vào cuộc và điều tra và xử lý nếu như mà xảy ra những cái tiêu cực mà ảnh hưởng đến các em hay không. Các bạn biết không, trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan, nhưng mà các em ở đây đối xử chẳng khác gì con vật các bạn. Nhiều người họ nói nuôi con chó thì còn vuốt ve nè kia, đánh thì còn không dám đánh. Đằng này là những đứa trẻ ngây thơ tội nghiệp đó, hoàn cảnh của các em thật sự là rất là đáng thương rồi.
Các em vừa sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, thiếu thốn tình thương của gia đình rồi. Các em đã chịu rất là nhiều bất hạnh rồi. Mà khi mà vào những cái cơ sở mái ấm này nữa, mang danh là tổ chức từ thiện, nhưng họ đối xử với các em chẳng khác nào một động vật các bạn, còn thua động vật nữa. Đó, không hồ gì. Đây là cái thời điểm mà các em cần sự yêu thương, chăm sóc, đùm bọc và nuôi nắng cho nên người. Nhưng mà không ngờ chính sự vỏ bọc của mấy ấm hoa hồng này đã gieo cho các em một cuộc sống rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Mà hy vọng trong cái thời gian tới, những cái người mà gây ra cái vụ việc này, những cái người mà trong suốt thời gian qua đã có hành động bạo hành các em, rồi xâm hại các em, rồi lợi dụng các em để trục lợi tiền từ thiện, thì chắc chắn sẽ bị điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Và bây giờ phải nói là cảm ơn phóng viên Báo Thanh Niên. Đó, nhờ phóng viên Báo Thanh Niên mà 86 em nhỏ tại mái ấm hoa hồng coi như được giải thoát khỏi địa ngục trần gian. Và bây giờ các em đã chuyển đến một nơi ở mới, đó là các trung tâm thuộc Trung tâm Hỗ trợ Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Mình hy vọng là ở những cái nơi mới này, các em sẽ gặp được những bộ mẫu đúng chất bộ mẫu như mẹ hiền, đúng chất cô giáo như cô giáo hiền, và chăm sóc dạy dỗ các em nên người, sau này sẽ thành những công dân có ích cho xã hội, chứ không phải lọt vào những bàn tay ma quái làm chiếm đoạt rồi lợi dụng các em để lấy tiền từ thiện và sử dụng vào mục đích riêng này kia đó. Nói chung là hiện tại là cơ quan chức năng đang truy tìm gắt gao cái người bảo mẫu trực tiếp gây ra cái vụ bạo hành đối với các em, cụ thể là người bộ mẫu tên Tuyền nha mọi người. Khẩn trương luôn, tại vì cái bà này mình nghe nói là trong cái dịp 2 tháng 9 vừa qua thì bà có về quê và thăm quê hương. Cụ thể thì không biết là quê bà này ở đâu, nhưng mà cái bà giáp thị sông Tuyền á, sông Hương á, giáp thị sông Hương á, thì bà này là quê Bắc Giang và đang bị là cơ quan chức năng tạm giữ. Mình nghe nói là cái trung tâm hỗ trợ xã hội này nè, là nó mở cửa là trước dịch Covid-19 nha mọi người. Đó, trước dịch, và tiền thân của cái cơ sở mái ấm hoa hồng này á, là cái khách sạn. Đó, trước đây là tại địa điểm này là cái khách sạn, sau đó thì không biết là cái bà Hương này bà mua hay là bà thuê về cái khách sạn này và mở ra một cái mái ấm và nuôi dưỡng trẻ em. Các bạn thấy cái cảnh rớt nước mắt các bạn, những người trong này á, đánh đập trẻ em rất là tàn bạo. Đó, nhiều em miệng bị tóe máu ra luôn mọi người. Đó, thật sự là kinh khủng. Còn sữa các em á, thay vì các bạn biết không, đó, mỗi trẻ em thường có mỗi độ tuổi khác nhau và uống những loại sữa khác nhau. Đó, đằng này á, trong cái máy ấm này á, nó cho trẻ em vài tháng tuổi mà sử dụng sữa của những trẻ em đã trên 6-7 tuổi nha mọi người. Đó, thì khi mà sử dụng sữa không đúng với độ tuổi như vậy thì nó sẽ rất nguy hiểm cho cái đường tiêu hóa của các em. Thậm chí là cái bà Hương này, bà còn cho các em sử dụng một cái thực phẩm chức năng, đó là con ong gì đó các bạn. Mà khi mà uống những thực phẩm chức năng này vào á, thì các em sẽ ngủ ly bì luôn. Tuy nhiên, cái thực phẩm chức năng này chỉ giới hạn người trên 2 tuổi sử dụng thôi nha mọi người. Nhưng mà các em dù có 1-2 tháng thì bà ta cũng cho các em sử dụng cái thực phẩm này. Thực sự rất là nguy hiểm, rất là kinh khủng luôn. Đó. Thực sự phải nói một điều như thế này mọi người. Đó, không phải là bộ hành nó xuất hiện nơi đâu đâu, mà những nhà trẻ, những cái mái ấm là nơi dễ xảy ra những cái vụ bạo hành trẻ em, xâm hại trẻ em nhiều nhất nha mọi người. Mình phải đính chính là cái điều đó nha, là nơi dễ xảy ra, có nguy cơ xảy ra. Và đó là một cái lời mà tâm lý chuyên gia tâm lý tội phạm đã từng chia sẻ trên mạng xã hội rồi nha mọi người. Đó, hy vọng là sắp tới các máy ấm cũng như là các trung tâm hỗ trợ xã hội sẽ được cơ quan chức năng quản lý và theo dõi sát sao để đảm bảo sao cho các em có cuộc sống tốt nhất. Mà những người mà có nguy cơ hoặc là có cái ý định bạo hành các em thì hãy dừng tay lại. Đó, không nên thực hiện những hành vi không đúng với cái lương tâm của một con người cũng như là vi phạm pháp luật nha mọi người. Thì hôm nay Mình Khói TV sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn những cái thông tin như vậy. Nếu có cái gì mới thì Mình Khói TV sẽ tiếp tục cập nhật và phân tích cho các bạn nghe nha. Mình Khói TV xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.
chắc chắn cái vụ việc này sẽ được cơ quan chức năng làm đến cùng, làm ra ngô ra khoai, chứ không phải là trật trật đâu. Mười Khối TV xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.